Chào mừng các em đến phần luyện tập của Trạng Nguyên Tiếng Việt lớp 5 vòng 16 môn tiếng Anh. Câu hỏi 1: Were you born in January? Đây là câu hỏi yes no question ở thì quá khứ. Sẽ đầu từ phải là were. Were you born in January? Câu hỏi 2: His sister is tall, he's Chị của anh ấy thì cao, còn anh ấy thì rất lùn. Câu hỏi số 3: Sister is for you. Giới từ là for. Sister is for you. Là con búp bê này là cho bạn. Câu hỏi số 4: I don't have lot money. Tôi không có nhiều tiền. I don't have lot money. Câu hỏi số 5: I played football yesterday. Câu trần thuật ở thì quá khứ. Mốc thời gian là yesterday, là ngày hôm qua. Vậy động từ ở để thì quá khứ played. Tôi chơi bóng đá ngày hôm qua. Câu hỏi số 6: Do you have pets? Yes, I do. Câu hỏi số 7: This flower is for you, Mary. Thank you. Gửi từ for you, Mary. Câu hỏi số 8: There are 20 students in my class. 20 students là số nhiều, vì vậy student phải để số nhiều, students. Câu hỏi số 9: Are you having an English lesson? No, I'm not. Câu trả lời phủ định, vì vậy phải có trợ từ not. Câu hỏi số 10: Can Jack and Brain play the piano? Yes, they can. Ta có rất giỏi chủ đề shape, part of the body là bộ phận cơ thể, fruit là các loại hoa quả, shape là các loại hình dạng. Ta có triangle là hình tam giác, là một loại hình thuộc chủ đề shape. Cheek là má, phải thuộc chủ đề part of the body. Toe là ngón chân, thuộc chủ đề part of the body. Head, là cái đầu, thuộc chủ đề part of the body. Tongue, là cái lưỡi, thuộc chủ đề part of the body. Watermelon, là quả dưa hấu, là một loại hoa quả, vậy phải thuộc chủ đề fruit. Coconut, là quả dừa, phải thuộc chủ đề fruit. Rectangle là hình chữ nhật, là thuộc chủ đề shape. Lime, là quả chanh, là một loại hoa quả, thì vậy phải thuộc chủ đề fruit. Strawberry là quả dâu tây, là một loại quả, vì vậy đương nhiên phải thuộc chủ đề fruit. Ta có động từ sleep. Sleep là ngủ, vì vậy phải tương ứng với bức tranh ngủ. Fail, là thất bại, động từ thất bại tương ứng với hình ảnh bài kiểm tra về điểm thấp. Wake up, là động từ thức dậy. Wake up. Win, là động từ chiến thắng. Win tương ứng với hình ảnh chiến thắng. Put on, là động từ mặc vào. Put on clothes là mặc quần áo vào. Plant, là động từ trồng cây. Plant a tree là trồng một cái cây, vậy tương ứng với hình ảnh trồng cây. Harvest, là động từ thu hoạch. Những người nông dân thường harvest hoa quả và các loại rau củ. Cry, là động từ khóc. A baby cry là một em bé khóc. Laugh, là động từ cười lớn. Laugh. Và cuối cùng là save. Save là động từ tiết kiệm. Save money là tiết kiệm tiền. Save. Và chúng ta đã kết thúc phần luyện tập ở đây. Chúc các con có thời gian luyện tập hiệu quả trên trang trạng nguyên.edu.vn.